Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Đi thêm một bước của Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của tác giả. Câu chuyện bắt đầu thật đơn giản. Tuần lễ thứ nhất ở trại cải tạo, Hào và bạn bè được lệnh làm bảng tự khai đầu tiên. Chỉ có 4 trang giấy đã in sẵn để tù nhân điền vào phần trả lời. Nếu làm nhanh thì tốn khoảng 10 phút, hoặc chậm lắm là mất độ nửa giờ. Nhưng họ lại được phép kéo dài công việc đến 2 ngày, không phải lao động gì cả, chỉ việc ăn rồi trầm tư suy nghĩ thật sâu xa trước khi đặt bút viết. Cái không khí trại giam lúc ấy tức cười lắm. Nó vẫn chan hòa niềm hy vọng ngây ngô của hàng ngàn cải tạo viên. Tự hỏi, không biết đúng 10 ngày học tập có được thả về như lời hứa hẹn trong bản thông cáo mà Ủy ban Quân quản từng long trọng phổ biến trên đài phát thanh và báo chí hay không. Mà hôm nay đã bước sang ngày thứ 7. Các ông giáo sư đệ nhị cấp, mà từ mới của cách mạng gọi là giáo viên cấp 3, gật gù bảo nhau. Dĩ nhiên họ phải cho mình về chứ. Chỉ còn có 1 tháng nữa là đến kỳ thi tú tài toàn quốc. Giữ bọn mình ở đây thì lấy ai chấm thi? Giới bác sĩ lại còn tìm ra một lý lẽ chắc ăn hơn, hãnh diện nói với nhau. Chiến tranh kết thúc, bệnh nhân nằm la liệt khắp các bệnh viện, không cho mình về thì lấy ai mà chữa bệnh? Chẳng ai hiểu cộng sản là gì cả, cho nên cứ đem những suy nghĩ của một người bình thường để gán vào đầu những người vô sản. Làm như chế độ mới cũng coi trọng sự thăng tiến của học trò, coi trọng sinh mạng của nhân dân như xã hội tư bản. Chao ôi, hàng trăm ngàn thanh niên miền Bắc mới lớn lên đã bị đẩy ngay vào Trường Sơn phơi thây dọc đường Hồ Chí Minh. Nhân dân thì nhịn đói quanh năm để tiếp tế cho chiến trường. Thế mà đảng còn chả quan tâm thì nói chi đến mảnh bằng tú tài hoặc lớp người bị thương trong những ngày tàn của cuộc chiến. Nhưng người ta lúc nào cũng phải hy vọng để mà sống, cho nên mấy trăm ngàn sĩ quan miền Nam cứ cắm đầu lắng nghe và nuôi niềm tin sẽ trở về đoàn tụ, làm lại cuộc đời mới sau 10 ngày tập trung cải tạo. Nhìn 4 trang giấy trước mặt, họ khấp khởi hồi hộp, hân hoan tự thú để cách mạng thấy họ thành khẩn, không kiếm cớ giữ lại họ quá 10 ngày ấn định. Trước khi phát giấy, cán bộ cho tập họp toàn thể tù nhân trên sân cát để giảng giải thật tỉ mỉ, tránh những sơ sót làm mất thì giờ cho quản giáo sau này khi kiểm tra để phân loại. Hơn 2.000 tù nhân được chia thành từng khối từng tổ, xếp hàng ngồi bệt trên mặt đất trong cái dáng điệu ngoan ngoãn một cách chịu đựng. Chung quanh họ, những hàng rào kẽm gai và bao cát, những trạm gác, những phòng ốc, những kho đạn và thực phẩm đều còn nguyên vẹn cả, vì mới tháng trước nơi đây còn là căn cứ hỏa lực hùng mạnh của một sư đoàn bộ binh. Hôm nay thì đã vật đổi sao rời, lọt cả vào tay của chủ mới, khiến ông nào ngồi trong hàng quân cũng ngậm ngùi tự trách dù chẳng ai nói ra. Nắng buổi trưa tháng 6 như cái lò nung người, nhưng giảng viên đứng trước mặt họ vẫn hết sức say sưa làm việc, cố gắng hoàn thành tốt công tác mà gã đánh giá là cực kỳ quan trọng. Hơn 2.000 tù nhân ngồi đó, mới hôm nào còn chững chạc ngôi vị thuộc đủ các thành phần xã hội, hôm nay lê la trên cát, há mồm theo dõi giảng viên như trẻ con lần đầu được vào xem khỉ trong sở thú. Vì không có loa phóng thanh, giảng viên phải gân cổ nói thật lớn. Các anh nghe kỹ đây này. Dòng thứ nhất, tên thường dùng là cái tên các anh thường dùng. Tên khai sinh là tên ở trong giấy khai sinh. Năm sinh tức là năm các anh đẻ ra. Dòng thứ ba, tên cha là tên cha của các anh chứ không phải là cha người khác, cẩn thận kẻo sai. Dòng thứ sáu, bí danh tức là bí danh các anh dùng để chống phá cách mạng. Ai có 2-3 bí danh thì đều phải khai cả vào. Quán triệt cả chưa? Gã cứ ê a diễn giảng như thế hơn 4 tiếng đồng hồ, chỉ lâu lâu mới ngừng lại để hút điếu thuốc lào và tu ngụm nước thấm giọng, rồi lại tiếp tục phận sự. Nhiệm vụ chính của gã là thông dịch tiếng Việt sang tiếng Việt. Mồ hôi gã vã ra như tắm, từ trán nhỏ lộp bộp xuống tờ giấy cầm trên tay, ngực áo cũng lấm tấm ngả màu
và hai bên nách thì ướt đẫm như vừa nhúng nước. Đám tù nhân trước mặt mệt mỏi lắm nhưng không dám ngủ gật, không dám nói chuyện, cứ chố mắt nhìn lên, làm như đang lắng nghe một bài giảng mới mẻ mà phải vận dụng trí óc một cách vất vả lắm mới hiểu nổi. Thỉnh thoảng vài cơn lốc nhỏ thổi ào ào tới, cuốn từng đám bụi bay tung lên rồi bất ngờ dội xuống rào rào như mưa đá trên đầu tù nhân. Đám bộ đội trang bị súng ống đứng quanh giảng viên, mặt mũi đằng đằng sát khí, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn giảng viên một cách cảm phục vì đàn anh đang giảng một bài học vượt quá tầm hiểu biết của chúng. Mãi đến hơn 5 giờ chiều, buổi lên lớp mới tạm chấm dứt và giảng viên chỉ tay về phía tù nhân, nghiêm trọng nhắc lại lời nhắn nhủ mà chính gã cũng không nhớ là đã dặn lần thứ bao nhiêu trong 4 tiếng đồng hồ vừa qua. Gã nhấn mạnh: về hay ở là do ở bản tự khai này, phải thành khẩn khai báo, khai cho hết, không được giấu giếm, phải viết cho thật cụ thể chứ không được mơ hồ. Nhớ là dù các anh không khai thì cách mạng cũng đã biết cả rồi. Quay sang đám cán bộ đứng bên cạnh, giảng viên chỉ thị: đồng chí trực ban cho anh em về lán. Ăn cơm xong, các đồng chí quản giáo cho từng khối từng tổ tập trung thảo luận, phổ biến mục đích yêu cầu, nội dung chủ yếu của bản tự khai, ra câu hỏi thu hoạch để chúng nó giả nhờ, rồi sáng mai thì bắt đầu viết. Hai ngày kế tiếp, không khí trại cải tạo diễn ra giống hệt một xóm đạo trong mùa thương khó. Tín đồ tập trung quanh giáo đường để tưởng niệm ngày Chúa chịu chết trên thập giá. Mặt mũi ông nào cũng trang nghiêm, thành khẩn, hết sức đau khổ để tỏ ra sám hối về các tội ác trong quá khứ. Hàng chục quản giáo, cán bộ đi đi lại lại, súng ngắn K-54 kè kè bên hông. Vệ binh cũng rải rác khắp nơi, AK cầm tay rình rập. Đám tù nhân ngồi la liệt dọc hành lang, cắn bút suy nghĩ. Có ông dựa cột, có ông tựa lưng vào vách, có ông cúi gập người như ông đồ ngày xưa viết chữ nho, và thậm chí có ông nằm bò ra trên mặt đất, kê tờ giấy lên mảnh ván nhỏ, nắn nót từng chữ như thủa nhỏ tập viết ở bậc tiểu học. Cẩn thận hơn, có ông mò ra một nơi hoang vắng bên cạnh dãy nhà cầu tập thể mới cất vội vã hôm nhập trại, để tìm sự tĩnh mịch, hầu dễ dàng đưa trí óc lùi trở về quá khứ tội lỗi của mình. Cái khó không phải là viết lại quá trình hoạt động của mình theo thứ tự thời gian quân vụ, mà khó là ở điểm phải liệt kê tội ác mình đã phạm trong suốt những năm tháng phục vụ ngụy quân ngụy quyền, như lời giảng viên nhiều lần căn dặn. Về hay ở là do bản tự khai này. Lời giảng viên còn văng vẳng bên tai, cho nên ông nào cũng phải dùng trí tưởng tượng mà liệt kê cái dĩ vãng xấu xa của mình. Hơn 20 năm trước, câu khẩu hiệu của thời cải cách ruộng đất tại miền Bắc cũng tương tự như thế này, là tố nhiều thì hưởng nhiều. Cho nên thành phần cốt cán và bần cố nông phải chế tội của địa chủ mà khai bừa ra, hy vọng được cách mạng trả công xứng đáng. Hôm nay những ông cải tạo không có tội cũng phải áp dụng lề lối đó, tự chế ra tội của mình để ghi cho đầy mặt giấy, bởi cán bộ đã bảo càng khai nhiều thì càng chứng tỏ là mình thành khẩn. Mấy ông sĩ quan tác chiến thì tương đối còn dễ phịa, chẳng hạn trên đường hành quân chót giải bắt con gà của nhân dân, hoặc vào vườn hái trộm vài trái xoài xanh về nhậu. Khổ nhất là những anh lính thành phố, tháng tháng lãnh đồng lương chết đói, chẳng có chút hoạnh tài phụ trội nào, bây giờ cũng phải moi óc mà khai, cố sáng chế ra vài tội, viết chữ thật lớn cho đầy mặt giấy. Lưỡng lự mãi, rồi nhân thấy có gã cán bộ đi ngang, một ông cải tạo khá lớn tuổi, đứng bật dậy khum núm hỏi: thưa anh, tôi là giáo viên biệt phái, suốt đời chỉ đi dạy học, tôi khai tội gì bây giờ? Gã cán bộ dừng lại, chố mắt nhìn ông già, tự hỏi tại sao trên đời này lại có người dám nêu ra một câu hỏi ngu như thế. Gã quát lên: dạy học mà lại bảo là không có tội à? Đầu độc cả một thế hệ để chúng nó lớn lên chống phá cách mạng, như thế anh chưa đáng tội chết hay sao? Ông cải tạo vẫn ngoan cố bảo vệ lý lẽ của mình: thưa anh cán bộ, tôi dạy toán. Theo tôi biết thì bên cách mạng cũng dạy toán y như tôi. Dạy toán thì cứ theo các phương trình, định lý, định đề mà dạy, chứ có đầu độc gì học trò đâu anh. Muốn xuyên tạc cũng không thể xuyên tạc được, vì tôi đâu có thể sửa được các phương trình toán học.
Gã cán bộ nhấn mạnh, toán của đế quốc Mỹ khác với toán của cách mạng. Mà không cần phải nói lôi thôi, anh là thành phần biệt phái, tức là CIA gài lại chứ còn gì nữa. Rồi gã chỉ mặt ông già nạt lớn, phải khai cho thật rõ những công tác CIA đã bố trí cho anh. Ông già tái mặt không dám hỏi nữa, vì chợt nhận thấy mình quá dại. Ông lùi thủi quay đi trở về chỗ cũ. Gã cán bộ nghiêm mặt nhắc lại câu điệp khúc mà tù nhân đã phải nghe hàng chục lần từ hôm nhập trại. Gã nhìn quanh và nói thật lớn cho mọi người ngồi ngoài hành lang cùng nghe. Phải nhớ rằng lấy Trúc Trường Sơn làm bút, lấy nước biển Nam Hải làm mực cũng không đủ để viết hết tội ác của các anh. Rồi gã tiếp tục nghênh ngang bước đi. Nhưng mới được vài thước thì lại đến lượt một ông cải tạo khác mặt mũi ngây ngô, cầm tờ giấy tiến lại hỏi. Báo cáo anh, tôi là bác sĩ, tôi chỉ chữa bệnh cho người ta, cứu người ta khỏi chết, tôi khai tội gì bây giờ? Gã cán bộ thở dài chán nản, lại thêm một thằng trí thức tiểu tư sản khờ khạo. Gã nghiêm mặt giơ bàn tay giải. Phải phân biệt hiện tượng và bản chất. Cách mạng cứu người là vì tính nhân đạo của cách mạng, còn bác sĩ Ngụy các anh cứu người để làm giàu, để bóc lột. Hơn thế nữa, anh chữa bệnh cho Ngụy quân, tức là tiếp tay để chúng nó tiếp tục chống phá cách mạng. Như vậy tội của anh còn nặng hơn cả những đứa cầm súng bắn thẳng vào cách mạng nữa. Hiểu chưa? Ông bác sĩ chưa nao núng, ông hãnh diện nói. Thưa anh, nhưng mà lúc ra trận, nếu mà gặp thương binh bên phía cách mạng, tôi cũng cứu họ, chứ không phải là tôi chỉ cứu thương binh bên chúng tôi. Tôi đã khám bệnh cho cả ngàn tù binh cộng sản. Gã cán bộ gay gắt đáp. Tôi đã bảo anh là cách mạng luôn luôn phân biệt hiện tượng và bản chất. Anh chữa bệnh cho các chiến sĩ cách mạng bị thương, cứu các đồng chí ấy lành, chỉ cốt để Ngụy quân các anh khai thác tin tức, chúng tôi còn lạ gì nữa. Thà rằng anh cứ để các đồng chí ấy hy sinh ngay tại mặt trận còn hơn là cứu sống rồi Ngụy quân các anh bắt về tra tấn và rồi đằng nào cũng chết. Cho nên anh càng cứu nhiều chiến sĩ cách mạng bao nhiêu thì tội của anh càng lớn bấy nhiêu. Nắm được chưa? Ông bác sĩ á khẩu quay về chỗ cũ. Người bạn tù ngồi bên cạnh ghé tai nhăn mặt mắng. Đã bảo là muốn khai gì thì cứ khai, mày đặt hỏi nó làm gì, tự dưng mua thêm việc. Bây giờ mày phải phịa ra là mày đã cứu bao nhiêu thằng bộ đội. Ông bác sĩ phân trần. Nhưng mà không hỏi nó thì biết gì mà khai. Ông bạn cười mỉa mai. Thì mày cứ khai đại là mày bán thuốc tây cho Việt Cộng ngay ra. Nhìn tấm gương khờ khạo của ông giáo sư và ông bác sĩ, không ai dám hỏi quản giáo nữa, dù trong lòng còn chất đầy ấm ức. Ấm ức là vì người ta không thấy mình có tội. Thôi thì cứ tự mình viết ra được cái gì hay cái đó, không viết thì lại bảo là không thành khẩn. Cuối ngày thứ hai, hạn nạp bài đã đến. Hào uể oải mở tờ giấy xem lại lần cuối. Thấy mọi người chung quanh đều chăm chú tập trung tư tưởng thì Hào cũng bắt chước làm theo. Chứ thật sự bản tự khai của chàng không cần phải đọc lại, bởi nó đơn giản lắm. Nếu bảo là mang nợ máu với nhân dân thì chàng tự xét chàng chẳng có tội gì cả, hoặc nếu có thì rất nhẹ. Chàng mới lên thiếu úy, nghĩa là vào quân đội chưa lâu. Ở trường bộ binh ra, chàng may mắn được đi học ngành tổng quản trị. Mãn khóa về thẳng bộ tổng tham mưu coi hồ sơ quân bản. Cái đơn vị ấy thuộc phòng tổng quản trị bộ tổng tham mưu, mấy năm gần đây được trang bị toàn máy điện tử nên được đặt cho cái tên nghe rất chuyên môn là Trung tâm Khai thác An bài Điện tử. Về sau lại đổi thành Trung tâm Điện toán Nhân viên, sử dụng toàn máy IBM để quản trị hồ sơ quân bản của toàn thể quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ ngày ra trường đến khi mất nước, Hào chỉ có một đơn vị, một chức vụ, và cấp bậc thì quá nhỏ. Cho nên khi khai quá trình hoạt động, Hào viết có hai dòng là xong. Bên cạnh chàng, những ông cấp tá đi lính từ thời Tây chuyển qua, khổ sở gắn thêm cả hai ba trang giấy rời, vẫn không đủ chỗ để liệt kê các chức vụ và công tác đã phục vụ. Hoặc nhiều ông đã viết xong rồi, sắp đem nộp, thì lại mới sực nhớ ra một chi tiết nào đó mà mình bỏ sót, bởi nó xảy ra đã quá lâu hoặc quá ngắn trong quá khứ. Bấy giờ đã khoảng 5 giờ chiều mà sức nóng của mái tôn dội xuống vẫn còn hừng hực như chút lửa.
lớp lớp tù nhân ngồi rải rác ngoài hiên, phanh ngực áo, mong chờ một ngọn gió thổi qua. Hào đã gấp 4 trang giấy lại để sẵn sàng đem nộp, thì bỗng thấy một toán cán bộ từ đầu hành lang thong thả bước tới. Chàng vội mở ra, đặt trên đùi và làm bộ chăm chú kiểm tra lại. Nét mặt chàng đăm chiêu, liên hồi nhíu mày chớp mắt, làm ra vẻ rất nung nấu về quá khứ lầm đường lạc lối của mình. Toán bộ đội lừng lững đến gần, đi đầu là gã cán bộ cỡ tuổi trung niên, mặt mũi vênh váo, dáng đi khệnh khạng, cố ý biểu lộ tác phong của một người làm lớn. Hơn một tuần ở đây, Hào chưa hề trông thấy mặt gã bao giờ. Nhưng Hào cũng đoán ngay được gã phải là một nhân vật quan trọng, bởi gã đeo K-54 lủng lẳng bên hông, và sau lưng gã còn đến một tiểu đội vệ binh súng dài hộ tống. Dĩ nhiên lúc ấy toàn thể bộ đội chưa được phép mang quân hàm, bởi vì cả mấy trăm ngàn quân Bắc Việt cùng với xe tăng đại pháo vượt Trường Sơn kéo vào đều tự nhận là quân dân miền Nam nổi dậy chống chính quyền, cho nên không thể nào gắn cấp bậc trên cổ áo được. Phải chờ một năm sau hiệp thương thống nhất khai tử mặt trận giải phóng miền Nam, bấy giờ người dân mới biết ai lớn ai bé. Gã cán bộ dừng lại trước mặt Hào, cúi xuống lẩm nhẩm đặt tờ tự khai của Hào, rồi đột ngột hỏi: anh tên là gì? Hào đứng dậy lễ phép đáp: dạ Trần Hào. Gã hếch mặt bực bội nói lớn để mọi người chung quanh cùng nghe thấy: đàn ông thì văn, đàn bà thì thị, tại sao lại chỉ có Trần Hào là thế nào? Muốn giấu giếm hả? Rồi mặt gã đanh lại, chỉ thẳng tay xuống tờ giấy của Hào và ra lệnh: viết ngay vào Trần Văn Hào. Hào lúng túng đáp: thưa anh, tên thật của tôi cha mẹ đặt từ nhỏ trong giấy khai sinh là Trần Hào, không có tên đệm. Tên tôi là Trần Hào chứ không phải Trần Văn Hào. Gã tặc lưỡi rồi thở dài chán nản, vì đến giờ này vẫn còn gặp những thằng sĩ quan ngụy ngu dốt và ngoan cố. Gã nén giận bảo Hào: hồ sơ của các anh ở Bộ Tổng Tham mưu chúng tôi đều nắm cả, anh nên thành khẩn khai báo, đừng có bao che giấu giếm. Không khai chúng tôi cũng biết rồi, thêm ngay chữ Văn vào. Hào đưa mắt nhìn quanh, những người bạn đồng cảnh với Hào đều chăm chú theo dõi câu chuyện, cảm thông với nỗi khổ của Hào, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, mà dĩ nhiên lại càng không dám cười. Hào kiên nhẫn phân trần: thưa anh, tên tôi là Trần Hào, thiếu gì người không có tên đệm, chẳng hạn như ông Lê Duẩn. Gã cán bộ lập tức nổi nóng gắt lớn: anh dám so sánh anh với đồng chí bí thư thứ nhất à? Đừng có láo. Các đồng chí lãnh đạo trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp phải lấy bí danh hoặc bỏ tên đệm để tránh mật thám theo dõi, chẳng hạn như đồng chí bí thư thứ nhất, hay là đồng chí Phạm Hùng, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Tố Hữu. Còn anh, anh là cái gì mà anh dám đặt tên hai chữ viết vào Trần Văn Hào? Hào không biết cãi thế nào, đành phải miễn cưỡng nghe theo. Cãi làm sao được khi mà gã đã mở miệng bảo rằng Trường Trinh là họ Trường tên Trinh, Tố Hữu là họ Tố tên Hữu. Hào tự nhủ: thôi thì đằng nào cũng nạp cho nó chứ cho ai, nó đã chỉ thị không nghe cũng chết. Nhất là Hào thấy mấy gã vệ binh đứng bên cạnh tay lăm lăm khẩu súng dài, đang nhìn Hào ác cảm vì Hào dám hỗn với thượng cấp của chúng. Hào cúi xuống thêm chữ Văn vào giữa hai cái tên của mình rồi trao tờ giấy cho gã. Gã gật gù hài lòng toan bước đi, nhưng lại đặt tờ giấy xuống và bảo: còn tên cha nữa chứ, Trần Tùng thế nào được, Trần Văn Tùng. Hào lại làm theo lời gã, sửa luôn tên ông bố rồi nhét cái bút parke vào túi áo và ngồi xuống. Gã cán bộ và đoàn tùy tùng bước đi dọc theo hành lang, lâu lâu dừng lại kiểm tra một bản tự khai, và mỗi lần như thế gã đều soi mói tìm ra một điểm nào đó để bắt bẻ. Mục đích chính của gã chỉ cốt để thị oai và để tỏ ra có kiến thức trước mặt đàn em mà thôi. Chẳng hạn gã đi được khoảng 5 thước thì Hào nghe thấy gã hỏi một tù nhân tương đối lớn tuổi: bí danh anh là gì, sao không viết vào? Tù nhân run run đáp: thưa tôi không có bí danh. Gã gắt lên: nói thế mà nghe được à? Sĩ quan ngụy mà lại không có bí danh là thế nào? Muốn giấu giếm phải không? Ông kia khổ sở đáp: thưa tôi là sĩ quan ngành quân cụ, mười mấy năm lính tôi chỉ chuyên đóng bàn ghế, làm gì có bí danh.
Một ông khác ngồi bên cạnh cũng bị gã cán bộ đặt câu hỏi tương tự. Bí danh bí số của anh là gì? Sao không khai ra? Ông kia lễ phép trả lời: báo cáo anh, đơn vị của tôi là đại đội trung sự, chỉ chuyên môn chôn người chết. Chẳng những tôi không có bí danh mà tôi cũng chẳng biết tôi khai tội gì. Là bởi vì chôn người thì đâu có tội gì. Chẳng lẽ người lính đã chết rồi mà cách mạng không cho chôn hay sao? Đại khái toàn là những chất vấn mà tù nhân không trả lời được. Nhưng cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng thắng, cho nên chẳng riêng Hào mà toàn trại cứ phải cắn răng mà nghe lời gã. Khi gã đi khỏi rồi, Hào mới bắt đầu thấy sợ. Cả tuần nay từ hôm trình diện, đã mấy lần làm lý lịch trích ngang cũng như lý lịch sơ khởi, Hào đều chỉ khai cái tên hai chữ của mình đúng như trong khai sinh và chứng chỉ tại ngũ. Bây giờ tự nhiên thêm chữ văn vào giữa, rủi người ta đối chiếu và khám phá ra sự khác biệt đấy thì làm sao? Chàng cứ lo canh cánh mãi và có lần đã toan chạy lên văn phòng xin điều chỉnh lại. Rồi 10 ngày qua đi, chả có dấu hiệu gì sẽ được thả về như lời hứa hẹn. Đám tù nhân cứ lóng ngóng ngó ra cổng, nhìn ra sân tập họp, mong manh hy vọng quản giáo sẽ bất ngờ xuất hiện, gọi mọi người tập trung lên hội trường lãnh giấy chứng nhận cải tạo để trở về thành phố. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là chuyện hoang đường mà người miền Nam vì không có kinh nghiệm với cộng sản nên mới lầm tưởng như vậy. Tháng ngày lao động mệt mỏi cứ nối tiếp nhau, đôi khi Hào cũng thoáng lo âu nhớ lại cái buổi làm bản tự khai thêm chữ văn vào tên mình, nhưng chả thấy ai gọi lên làm khó dễ. Chàng an tâm và dần dà quên hẳn câu chuyện cũ đó. Cho đến một hôm, quản giáo Dậu đặc trách khối của Hào nhân buổi học tập chính trị cầm hai tờ giấy đứng trên bục giảng và gọi lớn: anh nào là Trần Hào? Hào đứng dậy giơ tay và nói: có tôi. Dậu nhìn vào tờ giấy thứ hai và lại tiếp: thế còn anh nào là Trần Văn Hào? Hào ú ớ không biết có nên nhận là mình hay không. Dậu đảo mắt nhìn quanh khắp hội trường, chẳng có ai đứng dậy ngoài chính Hào. Hơn 2000 tù nhân cũng ngó quanh ngơ ngác, rồi lại đăm đăm nhìn Hào. Quản giáo Dậu hỏi lần thứ hai chậm rãi hơn: có anh nào tên là Trần Văn Hào không? Trần Văn Hào, bố là Trần Văn Tùng, có đây không? Dĩ nhiên không có tiếng trả lời. Lưỡng lự một chút, Hào rụt rè giơ tay. Chàng toan lên tiếng phân trần, nhưng Dậu ra lệnh cho Hào ngồi xuống. Dậu nhìn Hào đăm đăm: một thằng hai tên. Dậu gật đầu khoái chí, như vừa hoàn tất được một vụ điều tra cực kỳ rắc rối, làm tốn bao nhiêu thì giờ và công sức mà mãi đến bây giờ mới tóm được thủ phạm. Gã cho Hào ngồi xuống và khệnh khạng bước ra cửa. Buổi tối vừa ăn cơm xong, vệ binh xuống tận nhà ngủ tập thể bảo Hào: này, quản giáo Dậu gọi anh lên văn phòng làm việc, khẩn trương lên. Hào biết chuyện đã đến, vừa mặc áo vừa sắp sẵn những câu trả lời để lát nữa đây phân trần với Dậu. Chàng bình tĩnh rít một hơi thuốc lào rồi mới đi nhanh ra cửa, băng ngang khu sân rộng, lên văn phòng gặp Dậu. Vừa bước vào đã thấy Dậu ngồi sẵn sau cái bàn nhỏ, tay phải cầm bản tự khai của Hào, nhìn chàng cười khinh bỉ. Gã nhấp một ngụm nước trà rồi hừ một tiếng và bảo: đến giờ này mà anh còn ngoan cố, cố tình gian dối cách mạng. Tại sao tên anh là Trần Hào mà anh dám khai là Trần Văn Hào? Anh tưởng chúng tôi không biết à? Hào đã chuẩn bị sẵn nên đáp ngay: thưa anh, không phải tôi khai gian, tên thật của tôi là Trần Hào. Hôm làm bản tự khai tôi cũng đã viết là Trần Hào, nhưng có anh cán bộ lại bảo tôi là phải thêm chữ văn vào. Vừa nói, Hào vừa mạnh dạn tiến lại phía Dậu, rồi chỉ tay vào bản tự khai và thêm: thưa anh thấy đó, cái khoảng cách giữa chữ Trần và chữ Hào không đủ, nên khi thêm chữ văn vào tôi phải viết nhỏ hơn. Dậu quát: anh đừng có nói láo, cán bộ nào bảo anh? Ai mới được chứ, tự anh cố tình thêm vào, bây giờ anh dám đổ tội cho cán bộ à? Cán bộ nào mà ngu như thế? Xui cho Hào là chàng không biết tên cái người đã xúi mình. Mà từ sau hôm gặp gã lần đầu để nghe lời xúi dại đó, Hào cũng không hề nhìn thấy gã một lần nào nữa. Bởi vì thật sự thì gã không phải là người ở đây. Gã chính là chính ủy trung đoàn,
quản lý đến mấy trại cải tạo trong vùng này. Hôm làm bản tự khai, gã dẫn một lô cán bộ và sĩ quan xuống tham quan, kiểm tra và gợi ý cho tù nhân, rồi trở về ngay. Thì làm sao Hào biết được tên gã? Chàng cố nhớ lại và tả hình dáng. Thưa anh, cái anh mà có cặp mắt nho nhỏ, dậu gắt, mắt bé thì thiếu gì người mắt bé. Hào cố nhớ thêm. Thưa anh ấy môi thâm và răng hơi hô. Hào tả thế thì ông cố nội dậu cũng không nhận ra là ai, bởi vì bộ đội quanh năm lẩn nút trong rừng, sốt rét được coi như là một nghĩa vụ tất yếu. Lại thêm thuốc lào, thuốc lá liên tục, thì môi ai mà chả thâm. Còn răng hô thì cũng không phải là một trường hợp hiếm hoi trong hàng ngũ bộ đội. Cho nên dậu tái mặt đập bàn quát. Anh nhạo báng cách mạng phải không? Hào không biết trả lời ra sao, chính chàng cũng vừa nhận ra là mình lỡ lời. Bởi nêu ra hai đặc điểm môi thâm và răng hô thì chính là Hào đang tả quản giáo dậu trước mặt chứ còn ai nữa. Giả như Hào cứ việc phân trần rồi tỏ ra hối lỗi thì may ra dậu có thể tha cho Hào. Nhưng Hào lại nhắc đến nhan sắc của dậu như cố tình chế giễu thì dậu không thể khoan hồng được. Dậu hầm hầm quay mặt ra cửa và gay gắt kết luận. Tôi cho anh về, suy nghĩ rồi viết bản tự kiểm đem nộp. Phải khai cho thành khẩn, rút kinh nghiệm, khiêm nghiêm khắc với bản thân. Những ngày đầu ở trại cải tạo, bị viết tự kiểm là cả một nỗi lo âu. Ai cũng ngây thơ tưởng rằng tờ lý lịch, bản tự khai, tự kiểm sẽ là những yếu tố để được tha mau hay tha chậm. Họ không biết rằng ngoại trừ những trường hợp cá biệt được thân nhân cách mạng bảo lãnh, còn lại tất cả mọi tù nhân đều được giải quyết tập thể theo chính sách chung của Ban Cải tạo Trung ương. Và quan trọng hơn nữa là Ban Chỉ huy trại chỉ có quyền quản lý chứ không có quyền tha hay giữ. Vì không nắm vững được điều này cho nên mới có người yếu lòng làm anten tố cáo bạn bè, tưởng rằng lập công với quản giáo thì quản giáo sẽ cho mình về sớm, mà bị quản giáo ghét thì sẽ nằm đếm lịch lâu hơn. Chính Hào lúc ấy cũng tưởng như vậy, cho nên khi nghe giọng chỉ thị viết tự kiểm, lòng Hào buồn vời vợi. Nhưng dù buồn đến đâu thì chàng cũng nhất định không nhận tội cố tình khai gian. Chàng kể lại tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện tại sao chàng đổi tên từ Trần Hào thành Trần Văn Hào, viết kín 3 trang giấy, run run đem nạp cho giọng. Đọc lời khai của Hào, dậu bực mình lắm vì thấy Hào ngoan cố. Ngoan cố đây có nghĩa là dậu đã bảo Hào phải nhận tội và xin khoan hồng, thì dù đúng hay sai, Hào cứ việc như thế mà thi hành thì mới phù hợp với lề lối sinh hoạt của xã hội chủ nghĩa. Đằng này Hào lại cứ đổ tội cho cái thằng môi thâm đã đi biệt tích từ lâu rồi. Dậu xé tờ giấy của Hào làm đóm thuốc lào, rồi trao cho chàng một hình phạt tượng trưng để trong khi thi hành thì Hào có thì giờ suy nghĩ và hối cải. Nguyên lúc ấy dậu có một đàn vịt hơn 10 con lớn bằng nắm tay mà gã mua ngoài chợ Long Khánh. Ngày nào dậu cũng vác cuốc đi đào giun cho vịt ăn. Lâu dần, hễ thấy dậu vác cuốc ra cửa là đàn vịt lạch bạch chạy theo. Mà tình cờ vóc người của dậu cũng đẫy đà, thấp người, dáng đi chậm chạp giống hệt như con vịt bầu. Nên cả trại ai trông thấy dậu hướng dẫn đàn vịt cũng phải phì cười. Họ bảo dậu cầm tinh con vịt, mặc dầu tuổi thật của dậu dĩ nhiên là tuổi gà. Công việc trại giam buổi đầu bận bịu lắm, dậu phải chia thời giờ, nửa dành cho tù nhân, nửa lo cho bầy vịt. Bây giờ tóm được Hào, gã giao ngay công tác đó cho chàng. Thế là ngày ngày ngoài giờ lao động tập thể chung với bạn bè, Hào phải tranh thủ dẫn đàn vịt đi loanh quanh sát các hàng rào, men theo dãy cầu tiêu công cộng, bới run cho vịt ăn. Lũ vịt mới lớn háu đói lắm, mỗi lần Hào bổ xuống một nhát cuốc là chúng tranh nhau lăn xả vào mà giành giật. Một hôm Hào vừa giơ cuốc lên thì một con vịt đã lao vút tới, nhát cuốc bổ xuống quá nhanh. Hào không kịp ngừng tay làm con vịt đứt lìa cổ, cái đầu văng ra một bên. Hào tái mặt ném cuốc chộp con vịt và cái đầu vịt lên, làm như có thể gắn liền hai phần lại được. Chàng kinh hoàng không biết phải xử trí thế nào, đã toan thủ tiêu rồi báo cáo là vịt lạc bầy, một con sa xuống giếng chết. Nhưng lại sợ mình đang sẵn tỉ vết là man khai lý lịch, nếu bây giờ dậu phát hiện được thêm tội nói dối về nguyên nhân cái chết của con vịt thì muôn đời Hào sẽ nằm lại đây tự
tử thủ, chứ hy vọng gì còn được về nhìn lại ánh sáng thành phố. Cho nên Hào đành ngậm ngùi mang con vịt quá cố lên trình với Dậu. Buổi chiều hôm ấy, Dậu vừa ăn cơm xong, đang ngồi xổm trước hè nhìn mấy gốc mướp mới trồng, dây leo xanh mướt đang bám theo những cây gậy tre nối lên mái nhà bếp. Cốc nước chè và cái điếu cày để bên cạnh, Dậu cầm cây tăm quẹt ngang hai hàm răng kêu lách cách, rồi bưng cốc nước làm một ngụm rất lớn nhưng không nuốt. Gã súc miệng ở ngực một lúc khá lâu rồi phun phè phè xuống sân, làm bay tung lên một mảng bụi đất cách chỗ gã ngồi khoảng một thước. Gã uống cạn phần nước còn lại trong ly rồi moi túi lấy gói thuốc lá. Giữa lúc ấy, Hào lù lù tiến tới, tay cầm con vịt vừa từ trần. Chàng ngoẹo đầu nói bằng giọng đầy nước mắt: "Báo cáo anh, tôi lỡ tay cuốc chết con vịt." Dậu đứng bật dậy, mặt tái mét run lên bần bật như người trúng gió. Hào thấy rõ cái tội gian dối cách mạng, man khai lý lịch của Hào trước đây không thấm gì so với cái tội giết chết con vịt riêng của quản giáo Dậu. Giá không có mấy gã vệ binh xúm nhau đánh bài gần đó thì chắc Dậu đã túm lấy Hào mà vả cho mấy cái rồi. Dậu đỡ lấy con vịt và hét lên: "Tôi bảo anh cuốc run, tại sao anh lại cuốc vịt?" Hào ngoẹo đầu phân trần: "Thưa anh, tôi lỡ tay, tại chúng nó cứ lao đầu vào giành ăn." Dậu chưa nguôi giận, trừng mắt nhìn Hào: "Anh đừng có nói lôi thôi gì cả, anh cố tình phá hoại." Hào xoa tay đề nghị: "Thưa anh, để tôi viết thư về bảo người nhà gửi tiền lên mua con khác đền anh." Dậu thấy nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn phải mắng theo thói quen: "Các anh thì cái gì cũng tiền, mớ mồm ra là tiền. Đền là một chuyện, nhưng anh phải biết rằng con vịt tiếng là của tôi, nhưng đứng về mặt quan điểm thì nó là tài sản của nhân dân, tài sản xã hội chủ nghĩa. Anh giết nó tức là anh phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa." Lý luận sâu sắc như vậy thì Hào đành chịu, không biết trả lời thế nào. Dậu cho Hào về và dặn Hào sáng mai lên nhận hình phạt. Hào đi khỏi, Dậu chạy ngay vào bếp bắc nước sôi vặt lông vịt để kho mặn ăn dần. Cũng từ hôm ấy, Dậu quyết định lấy lại đàn vịt, đích thân chăm sóc, giao cho thằng phản động này có ngày không còn con nào mà nuôi, cứ lâu lâu nó mổ chết một con thì bỏ mẹ. Hình phạt của Hào là đào một cái giếng để lấy nước tưới rau cho bộ đội. Mới ngày nào di chuyển từ Tràng Lớn về đây, doanh trại còn hoang phế tiêu điều, cỏ tranh mọc cao vút lên tới ngực, mà nay đã khoanh vùng, đánh luống trồng khoai lang hoặc rau muống, bầu bí mướp mùng tơi, cùng nhiều loại dây leo khác chen chúc trên khoảng đất nhỏ hẹp của một trại gia binh thổ chức. Tiêu chuẩn nuôi anh thường xuyên thiếu hụt, tù nhân phải tự gia tăng canh tác, kiếm thêm chút rau xanh cho bụng đỡ đói. Họ trồng cho họ và trồng thêm cho cả bộ đội nữa. Đất Long Khánh mùa hè qua lớp rễ tranh chằng chịt, lại thêm mấy tảng đá ong dày đặc, phải đào sâu xuống ít lắm cũng 10 thước đất mới có nước. Vật dụng của Hào chỉ có mỗi một cái xẻng và cái nón nhựa để múc đất, dây kéo thì tự khắc phục, xé rẻ rách hoặc tháo bao cát mà kết lại. Ngày ngày sau giờ lao động, Hào một mình vác xẻng lên sau nhà bếp của bộ đội hì hùng đào. Cái hình phạt này mới chỉ là quả báo nhãn tiền về tội cuốc chết con vịt mà thôi, còn cái tội nghe lời xúi dại thêm chữ văn vào giữa cái tên Trần Hào thì vẫn y nguyên. Thỉnh thoảng Dậu vẫn gọi Hào lên hỏi đã suy nghĩ và nhận tội gian dối cách mạng chưa. Hào mệt mỏi quá, đành viết bản tự kiểm nhận lỗi cho xong. Hôm đêm nào, Dậu đọc qua, mỉm cười gật gù hài lòng và hãnh diện bảo: "Có thế chứ lị, các anh cứ tưởng là cách mạng không cải tạo được các anh à? Đến ngay như tù binh Mỹ cơ, mà chúng tôi còn kiên trì giáo dục và cuối cùng tuyệt đại đa số tù binh Mỹ đều được cải tạo cả. Sau hòa đàm Ba Lê, biết bao nhiêu tù binh Mỹ khi được trao trả đã khóc xin ở lại phục vụ. Nhưng chúng tôi bảo các anh cứ về, vì chúng tôi luôn luôn tôn trọng luật pháp quốc tế. Các anh cứ cùng với nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đấu tranh ngay tại nước của các anh. Nếu cần thì cứ liên lạc với nữ đồng chí Jean Fonda của chúng tôi ở bên ấy." Giảng xong, Dậu cho Hào về, chấm dứt công tác đào giếng,
dù rằng Hào mới chỉ đào được hơn một nửa. Chẳng phải vì bản tự kiểm xin khoan hồng ấy mà dậu tha cho Hào. Cái lý do chính là chiều hôm trước, nhân lúc không có ai bên cạnh, Hào đã móc cây bút parke run run đưa cho dậu và khẩn khoản nói: "Thưa anh, chắc còn lâu chúng tôi mới được thăm nuôi. Nhờ anh có dịp ra ngoài bán hộ cây bút này, rồi lại phiền anh mua giúp con vịt hôm trước tôi lỡ tay làm chết." Dậu hơi ngượng, ậm ừ vài câu cho qua rồi nhét cây bút vào túi. Chuyện con vịt từ nay không nhắc tới nữa, mà chuyện thêm chữ văn vào cái tên Trần Hào cũng đã giải quyết xong. Hào thở phào nhẹ nhõm, thầm lặng sống lại những ngày bình thường như bao nhiêu người bên cạnh. Nhưng Việt Cộng vốn nhớ dai và thù vặt, Hào bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành một chút gì để nhớ trong đầu tất cả cán bộ và vệ binh. Hễ trong trại có chuyện gì bất thường xảy ra, Hào đều bị kêu lên thẩm vấn. Chẳng hạn trong vụ nổ kho đạn giữa năm 76, có hai tù nhân lợi dụng tình trạng hỗn loạn vượt hàng rào bỏ trốn. Quản giáo Dậu liền gọi Hào lên văn phòng và hỏi: "Sao anh biết mà anh không khai báo?" Rồi sau đó có ông cải tạo chán đời nhảy xuống giếng tự tử. Dậu lại cũng kêu Hào lên, lôi ra bụi chuối đầu nhà và hỏi một câu hết sức vô lý: "Thế trước khi cái ông ấy tự tử, ông ấy có nhắn lại với anh cái gì không? Lần sau đó, hễ anh nghi ngờ ai có ý định trốn chạy hoặc tự tử thì anh phải chạy lên báo ngay cho tôi biết. Nhớ chưa?" Ý Dậu là muốn gài Hào làm anten, báo cáo mọi sinh hoạt tư tưởng của bạn bè trong toàn khối. Nhưng dĩ nhiên Hào không nhận công tác sỉ nhục đó. Một buổi học tập chính trị tại hội trường, giảng viên từ trung đoàn đều xuống say sưa chửi rủa đế quốc Mỹ và lên án nền giáo dục miền Nam. Gã hùng hổ nói: "Những thằng viết sử miền Nam đều xuyên tạc lịch sử cả. Đây là âm mưu của chiến tranh tâm lý Mỹ ngụy. Chẳng hạn như cái tích Lạc Long Quân lấy bà Triệu Ẩu." Gã đang ngon chớn, bỗng nghe thấy vài tiếng cười bật lên. Mà trong đám những đứa dám cười ấy lại có cả Hào. Gã bực mình lắm vì không biết chúng nó cười cái gì, nhưng gã nén giận để nói cho hết ý. Cái tích Lạc Long Quân lấy bà Triệu Ẩu là một truyền thuyết dân gian. Nhưng tại sao các anh lại dám xuyên tạc rằng 50 con theo mẹ lên núi làm ăn vất vả, đâm ra hung ác và cuối cùng thì thành Việt Cộng? Còn 50 con theo cha xuống biển nhờ sống phồn vinh cho nên hiền lành, tức là ngụy quân cái. 2000 tù nhân không ai dám cười, chỉ đưa mắt nhìn nhau. Giảng viên ngừng lại, nhìn xuống chỗ Hà và gay gắt hỏi: "Mấy anh vừa cười, các anh cười cái gì?" Không có tiếng trả lời, gã chỉ ngay mặt Hà và quát: "Anh kia, anh cười cái gì?" Hào đứng dậy đáp: "Báo cáo giảng viên, Lạc Long Quân không có lấy bà Triệu Ẩu. Bà Triệu Ẩu là một nhân vật lịch sử, Lạc Long Quân là một nhân vật huyền thoại. Hai người không lấy nhau được." Giảng viên lúng túng nạt: "Ông ấy muốn lấy ai thì lấy, nhưng tại sao trong lúc tôi giảng anh dám cười?" Quản giáo Dậu hôm ấy trực ban, ngồi ở chiếc bàn nhỏ ngay bên cạnh bục giảng để ghi chép và theo dõi thái độ học tập của cải tạo viên. Nhìn Hào lắc đầu chán nản, Dậu muốn cắt ngang câu chuyện để buổi học tập kết thúc càng mau càng tốt, bởi chính Dậu cũng buồn ngủ lắm rồi, mà gã giảng viên thì cứ kề cả kéo dài mãi cái đề tài cũ kỹ của gã. Và lại bầy vịt của Dậu đang chờ sau nhà bếp, chắc giờ này đã đói lắm. Dậu ứa gan nhìn Hào vì tiếng cười của Hào đang làm cái cớ để buổi học tập bị kéo dài thêm. Dù rất ngu, Dậu cũng biết là giảng viên nói sai, Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, mà giảng viên nhớ nhầm là lấy bà Triệu Ẩu. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là cái thằng Hào khai gian và giết Việt kia hôm nay lại dám vi phạm kỷ luật trong lớp, nghĩa là dám cười, chứng tỏ không tiếp thu bài giảng một cách nghiêm túc. Cái nguyên tắc sống của xã hội chủ nghĩa là phải giả điếc giả câm, lúc nào cũng thản nhiên trước những cảnh trái tai gai mắt. Tuần trước cũng chính tại hội trường này, và cũng chính gã giảng viên này, một người bạn của Hào đã bị phê bình nghiêm khắc vì dám sửa lời giảng viên. Hôm ấy nhân nói về sự tiêm nhiễm của những thói xấu trong xã hội tư bản, giảng viên bảo: "Gần mực thì đen, gần đèn thì nóng." Người bạn của Hào ngứa mồm cãi: "Thưa anh, tục ngữ nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà làm cho giảng viên lồng lộn gào thét, kéo dài buổi học thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Rút kinh nghiệm ấy, Dậu lớn tiếng bảo Hào để khỏi mất thì giờ. Chốc nữa hết giờ thảo luận, anh lên văn phòng gặp tôi làm việc. Buổi tối lúc Hào mò lên thì Dậu không có mặt trong văn phòng. Hào lóng ngóng đứng ngoài hiên, chuẩn bị sẵn những câu trả lời để lát nữa đối đáp với Dậu về cái tội cười trong lớp. Bỗng nghe tiếng Dậu bên buồng ngủ, Hào rón rén bước lại, liếc mắt ngó vào, thấy Dậu đang ngồi nhún nhún trên cái giường nệm nhỏ, miệng cười rất rạng rỡ. Tấm nệm mút ấy mới chiều nay Dậu lang thang qua khu trại gia binh cũ và vớ được ở gần hàng rào, chắc là của một bà đẻ nào vứt đi. Dậu khuôn về, phủi hết đất cát, đặt lên giường và phủ chiếc chiếu nhỏ bên trên. Dậu leo lên hết ngồi rồi lại nằm, lăn qua lăn lại để thưởng thức cái cảm giác lâng lâng lần đầu tiên trong đời bộ đội. Vài thằng bạn đứng vây quanh nhìn Dậu chia sẻ, nhưng vẫn làm bộ chê: "Tớ chả khoái, ngủ chiếu quen rồi, nằm đệm nó cứ chồng chành y như đi thuyền, ghê bó mẹ." Ngoài hành lang, Hào ho nhẹ mấy tiếng làm hiệu. Dậu ngồi bật lên, lững thững đi ra, bảo Hào vào văn phòng. Việc đầu tiên là Dậu lôi hết tất cả những tội cũ của Hào ra mắng. Dậu tránh không muốn nhắc đến cái chuyện Lạc Long Quân lấy bà Triệu Ẩu, mà lúc ở hội trường chính Dậu cũng toan phì cười. Gã trách thằng giảng viên bất cẩn, không chịu học bài, nhưng gã lại rộng lượng tha thứ cho đồng chí của gã chỉ vì đa đoan công vụ quá, đến nỗi chữ Âu nhớ nhầm thành chữ Ẩu, cho nên bà Âu Cơ mới biến thành bà Triệu Ẩu. Gã cũng cảm thông cái phản ứng tự nhiên của Hào tại lớp học, nhưng gã vẫn có cái nghĩa vụ quốc tế là phải bênh vực đồng chí của mình, nên phải xì vả Hào, đừng để Hào lờn mặt. Hào yên lặng đứng nghe, tỏ vẻ nhận lỗi. Kinh nghiệm cũ còn đầy ắp, không nên cãi, cứ nghe rồi về. Dậu nói xong một hơi dài, ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Hào và bỗng dưng nhận ra một chân lý là mặt Hào hôm nay nom rất ngờ ngạch. Trước kia, Dậu cứ yên chí Hào là một đứa nguy hiểm do CIA gài lại. Vì ngày đầu tiên làm bản lý lịch, Hào đã dám man khai. Nhưng từ hôm Hào đưa cái bút bắc ke nhờ bán, Dậu mới biết Hào là đứa hiền lành. Hôm nay thì Dậu lại thấy Hào chẳng những hiền mà còn khờ nữa. Thoáng trong giây lát, trong đầu Dậu nảy ra một câu hỏi: hay là thật sự có thằng cán bộ nào đã xúi Hào thêm chữ Văn vào tên của Hào như lời Hào khai? Dậu thấy nao nao tội nghiệp cho Hào và toan tha cho cái tội cười trong lớp, nhưng làm như thế bất lợi lắm. Thà cứ phạt, biết đâu Hào lại chẳng đưa ra một món đồ nào khác để nhờ bán giống như cây bút bắc ke. Hơn thế nữa, nếu Hào phạm lỗi đối với Dậu thì Dậu còn dám tha, chứ một khi đã động đến chính ủy là nhân vật cao cấp nhất của cả trung đoàn thì Dậu dù không muốn phạt cũng vẫn phải phạt. Gã bảo Hào: về viết bản tự kiểm, chiều mai mang lên đây nộp cho tôi. Hào gật đầu và dạ nhỏ rồi toan quay ra, nhưng Dậu theo thói quen lại hỏi: anh vào Đảng Dân Chủ của Thiệu lâu chưa? Hào ngơ ngác đáp: tôi đâu có vào đảng nào. Dậu hừ một tiếng rồi tiếp: các anh thì thằng nào cũng chối tội, sau Hòa Đàm Ba Lê sĩ quan ngụy, đứa nào không vào Đảng Dân Chủ của Thiệu? Hồ sơ của các anh chúng tôi nắm cả, nhưng chúng tôi muốn chính các anh thành khẩn khai báo. Hào lo lắng minh xác: thưa anh, tôi không hề vào Đảng Dân Chủ, anh cứ việc coi lại hồ sơ. Yên lặng một chút, Dậu lại bắt chẹt: những người được CIA gài lại như anh có bao nhiêu đứa trong trại này? Hào tái mặt đáp: tôi đâu có biết CIA là gì đâu anh. Dậu uống hớp nước trà rồi đứng dậy bảo: các anh thì lúc nào cũng không biết, không biết, tôi còn lạ gì. Sĩ quan ngụy các anh không là CIA thì cũng là CIB cả. Hào đang sợ mà nghe Dậu nói cũng xém phì cười. Dậu nhắc lại: về viết bản tự kiểm, nghiêm khắc lên án bản thân đã không nghiêm túc tiếp thu bài giảng tại hội trường, rồi đề ra phương hướng phấn đấu và tự nguyện lao động thêm giờ, nghe chưa? Hào lủi thủi về trại, lòng buồn vời vợi. Đi tù chưa lâu đã vướng đến mấy tờ tự kiểm ghim vào hồ sơ thì biết kiếp nào mới được thả. Hào tự dặn lòng, từ nay trước đám đông không nói không cười, cứ giả ngây giả điếc để nín thở qua sông chờ ngày đoàn tụ với gia đình.
Nhưng ngay trong buổi học tập chính trị ngày hôm sau, khi nói về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để chuẩn bị cho kỳ bầu cử quốc hội sắp tới, giảng viên cho phép toàn thể hội trường tự do phát biểu. Có ông cải tạo ngây ngô nêu vấn đề đối lập. Theo ông thì cần phải có đối lập mới phát huy được dân chủ. Cái chân lý sơ đẳng ấy đứa con nít lên ba cũng biết, nhưng chỉ áp dụng ở những nước tư bản mà thôi. Đem ra mà mổ xẻ dưới chế độ cộng sản thì đúng là lạc đề một cách ngớ ngẩn. Tuy nhiên, đồng chí giảng viên cũng dễ dãi chiều ý cải tạo viên, nên lập tức vênh mặt đáp: "Tôi nói cho các anh biết, đồng chí Lê Duẩn nói rất dài nhưng không thừa chữ nào. Đồng chí Trường Chinh nói rất ngắn nhưng không thiếu chữ nào. Hai đồng chí ấy đối lập nhau." Hào đang ngồi nhìn lơ đãng ra ngoài, nghe dứt câu bỗng ré lên cười. Giảng viên tái mặt nhìn Hào, nhận ra cái thằng hỗn láo mới hôm qua đã dám cười vì chuyện Lạc Long Quân lấy bà Triệu Ẩu. Để ngăn chặn cơn thịnh nộ của giảng viên mà chắc chắn sẽ làm tốn thêm rất nhiều thì giờ, quản giáo Dậu vội nạt lớn: "Lại anh Trần Hào phải không? Tối nay sau giờ thảo luận lên gặp tôi làm việc." Hình phạt cứ thế mà chồng chất chỉ vì tội lơ đãng. Hào buồn lắm, bất đắc dĩ lại phải gặp quản giáo Dậu và tự nguyện đi trồng chuối quanh hàng rào vào ngày Chủ nhật. Bạn bè cũng tỏ ra thông cảm với Hào vì Hào vô tình phạm lỗi. Dưới mắt họ, Hào còn trẻ tuổi nên hăng máu bất chấp quy định của trại, nên hở ra một tí là Hào dám cười chế nhạo giảng viên. Nhưng vì tin như thế cho nên chẳng những bạn bè không phân ưu với Hào mà còn xa gần tỏ vẻ thán phục thái độ anh hùng của Hào nữa. Nhưng rồi 2 tháng sau, một biến cố đột xuất xảy đến làm Hào hết sức phấn khởi. Toàn thể ban chỉ huy trại, trong đó dĩ nhiên có cả quản giáo Dậu, được trung đoàn đều đi nơi khác. Một lớp cán bộ mới, quản giáo và vệ binh mới đổi về quản lý trại cải tạo của Hào. Hào mừng như người trúng số. Thế là bao nhiêu dấu tích tội lỗi của chàng tự dưng được rửa sạch. Bao nhiêu thành kiến xấu về Hào in trong đầu quản giáo và cán bộ tất nhiên cũng không còn nữa. Quản giáo mới không biết Hào là ai. Hào quyết tâm tự nhủ, từ nay sẽ cẩn trọng từng ly từng tí, không để xảy ra bất cứ chuyện gì khiến ban chỉ huy trại phải chú ý đến mình. 2.000 tù nhân lại một lần nữa được lệnh làm bản tự khai để nộp cho ban chỉ huy mới. Trước khi phát sấp giấy 4 trang in sẵn câu hỏi giống hệt như lần trước, chính trị viên mới đổi tới lại trịnh trọng nhắc lại điệp khúc cũ: "Về hay ở là do bản tự khai này đây. Các anh phải thành khẩn khai báo, ghi rõ cấp chức, đơn vị, bí danh, tôn giáo, đảng phái và quá trình chống phá cách mạng, để dựa vào cái mức độ thành khẩn của các anh mà trên sẽ cứu xét và đánh giá." Trại cải tạo lại thêm một ngày lắng đọng. 2.000 khuôn mặt ngồi rải rác khắp hành lang toát ra vẻ ưu tư khắc khoải, thống hối về các tội ác mình đã phạm. Những ông lính già lại một lần nữa khổ sở, cố moi óc ra mà nhớ. Vì sợ lần này mình khai không giống với các chi tiết đã khai lần trước thì nguy to. Chính vì thế, nhiều ông đi tìm những nơi thật vắng vẻ để một mình tập trung tư tưởng. Họ ngồi bên bờ giếng, dưới giàn bầu, giàn mướp hay quanh bụi chuối, bên hông nhà bếp, tản mát chỗ nào cũng có và chỗ nào cũng toát ra cái không khí rất trang nghiêm. Chỉ riêng Hào là rất thanh thản vì binh nghiệp quá ngắn. Chỉ có một đơn vị, một chức vụ, sĩ quan quản trị nhân viên đặc trách trung tâm khai thác an bài điện tử, sử dụng máy IBM để lưu trữ hồ sơ quân bạn. Ngắn gọn có 2 dòng, Hào đã xong việc, gấp giấy lại, kẹp vào giữa cuốn tập, rồi thơ thới ngồi hút thuốc lào nhìn trời hưu quạnh. Chờ một lúc sau, Hào mở ra đọc lại lần chót. Chàng thoáng nhớ tới gã cán bộ môi thâm răng vọng lần trước đã xúi mình thêm chữ văn vào tên Trần Hào và bất giác chàng mỉm cười. Chàng gấp giấy lại, nhét cây bút nguyên tử vào túi và cầm bản tự khai hân hoan nộp cho tổ trưởng, rồi tiếp tục tháo bao cát, kết dây đan võng. Chung quanh chàng bao nhiêu cái đầu vẫn lặng lẽ cúi xuống hí hoáy viết, thỉnh thoảng ngẩng lên cắn bút suy nghĩ. Buổi tối hôm đó, toàn thể ban chỉ huy trại gồm cán bộ và quản giáo đều tập trung làm việc tại hội trường dưới ngọn đèn tròn vàng úa treo lủng lẳng từ mái tôn thả xuống. Chiếc bàn dài do toán cải tạo thợ mộc mới đóng xong còn thơm mùi gỗ. Trên đó đặt 2 cái điếu cày và 1 bình trà.
bên cạnh mấy cái ly cáo ghét. Trước mặt mỗi gã là một sấp lý lịch mà hôm nay toàn thể tù nhân đã nặn áp viết ra. Trước khi chính thức bắt tay vào việc, cả bọn say sưa tranh luận về cái thông tư từ sư đoàn vừa gửi xuống, mà mỗi gã đều cố giải thích theo trình độ hiểu biết riêng của mình. Sau cùng, chính trị viên quyết định. Trên chỉ nói rằng sẽ có đợt biên chế hoàn chỉnh để đưa các sĩ quan ngụy thuộc diện ác ôn đi tập trung cải tạo ở chỗ khác, ra đảo Phú Quốc hoặc là ra hẳn ngoài Bắc. Nhưng các đồng chí có để ý không? Chỉ thị trên không nói rõ thế nào là diện ác ôn. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là phải vận dụng, sáng tạo, chấp hành nghiêm chỉ thị trên đưa xuống, không máy móc mà cũng không được tùy tiện. Gã nêu ra một lô từ ngữ chẳng những trống rỗng mà còn mâu thuẫn lẫn nhau, nhưng mọi người đều nhất trí cả. Vừa chấp hành nghiêm lệnh trên mà vừa phải vận dụng sáng tạo, mà chấp hành nghiêm quá thì lại bị phê bình là máy móc, mà không chấp hành nghiêm thì cũng sẽ bị khiển trách là tùy tiện. Nhưng không sao, chính trị viên đã nói thì cán bộ và quản giáo chẳng bao giờ phản đối. Không phải họ sợ cái uy quyền của chính trị viên đâu, họ chỉ nể gã là bởi vì trong ban chỉ huy tiểu đoàn, gã là người duy nhất đã học đến lớp 10 hệ tại chức. Thế là mỗi quản giáo và cán bộ được giao một sấp hồ sơ của tù nhân để sáng tạo theo ý riêng của mình. Quyết định của họ đêm nay sẽ rất quan trọng đối với số phận của từng cải tạo viên, bởi họ có thể giữ tù nhân ở lại đây hoặc xếp tù nhân vào loại ác ôn để tống đi nơi khác hắc ám hơn gấp bội. Đợt phân loại kỳ trước, 1/3 tổng số cải tạo viên ở trại này đã bị đẩy đi rồi. Đợt này có lẽ là đợt cuối mà trung đoàn vừa chỉ thị thanh lọc lại. Cả phòng không ai nói lời nào nữa. Tiếng giấy lật qua lật lại sột soạt, tiếng đập mũi vang lên đen đét, tiếng điếu cày lâu lâu rít từng hồi, rồi khói thuốc tỏa dày đặc quyện quanh lấy ngọn đèn. Cả tiếng đồng hồ sau, giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy, chính trị viên bỗng trố mắt, chúi thấp đầu xuống, chộp cây bút đỏ, vạch một nét dài trên tờ giấy trước mặt, rồi thảng thốt kêu lên: "Ơ này, lạ thật, sao lại còn một thằng CIA sót tên ở đây thế này?" Mọi người đều giật mình quay sang phía chính trị viên. Có gã đang ngủ gà ngủ gật cũng kịp thời choàng tỉnh và cất tiếng hỏi: "Đâu đâu, thằng nào rồi tất cả há mồm chờ đợi. Chính trị viên vừa tháo cặp kính lão đặt sang bên cạnh, lại vội vã đeo lên, nâng tờ giấy đưa ra xa một tí cho đúng với tầm mắt. Gã trịnh trọng nói thật to và chậm: "Đây này, thằng Trần Hào." Dĩ nhiên cả bọn chưa đứa nào biết Trần Hào là ai, nên chỉ im lặng chờ chính trị viên giải thích thêm. Gã giải: "Đây này, đơn vị của nó là Trung tâm Khai thác An bài Điện tử, nhiệm vụ khai thác IBM." Cả phòng họp sừng sốt xô ghế chạy lao sang bàn chính trị viên. Có đứa chúi đầu xuống bản lý lịch của Hào, làm như chưa nghe rõ, cần phải kiểm tra lại cho chắc. Chính trị viên tháo kính, trao mày bóp trán ngẫm nghĩ. Mấy chữ IBM có cái gì mang máng giống như FBI, mà FBI với CIA thì cũng là một. Nói tóm lại, tất cả mọi cơ quan của Mỹ mà viết tắt thì đều bí hiểm và nguy hiểm cả. Đã thế lại còn An bài Điện tử với Điện toán nhân viên, toàn những danh từ khủng khiếp vượt trên sự suy nghĩ của cả bọn. Điện tử với điện toán có lẽ là loại máy mà bọn biệt kích đã chỉ điểm để máy bay B-52 dội bom ngày trước. Thoáng trong giây lát, chính trị viên bỗng hình dung lại cả một quá trình đắng cay vượt Trường Sơn bị không quân đánh phá. Có những đơn vị bộ đội ngày ấy phải sống bám trên sườn núi, trên cành cây cả tuần lễ liên tiếp để tránh những chùm bom CBU-55 nổ chậm trong hang hốc. Kinh hoàng đến nỗi sau đó cả đơn vị điếc đặc, không còn nghe thấy gì nữa, toàn phải liên lạc với nhau bằng thủ hiệu hoặc chữ viết mà thôi. Mà máy bay chiến lược B-52 của Mỹ sở dĩ trải bom trúng mục tiêu được là hoàn toàn nhờ bọn biệt kích dưới đất chỉ điểm. Thế thì cái thằng Trần Hào điện tử này chắc hẳn phải là thằng cầm đầu bọn biệt kích ác ôn, chứ còn ai vào đây nữa. Chính trị thở dài lãng muộn, lắc đầu bảo đàn em đứng vây quanh.
giờ làm bằng thế này thì chết. Các ông tướng lúc trước là bên quản lý không chặt, một thằng IBM mà lại để lọt sổ trong đợt biên chế vậy. Phụ họa với nỗi buồn của chính trị viên, có gã thở dài, có đứa chép miệng lắc đầu, dù rằng tất cả đều không hiểu IBM là cái gì. Muốn hỏi mà không dám vì sợ đàn anh chê mình dốt, mà cũng chẳng cần phải hỏi, bởi chỉ cần nhìn nét mặt sầu não của chính trị viên, chúng cũng thấy ngay Trần Hạo phải là thằng cực kỳ nguy hiểm. Một lúc lên tiếng lệnh, cũng may mà thủ trưởng phát hiện mình, chứ không thì bỏ mẹ cả nút. Sáng mai đề nghị thủ trưởng điện ngay lên trung đoàn báo cáo. Chính trị viên ngắt lời, đích thân tôi sẽ cầm hồ sơ thằng này lên hội ý với trung đoàn. Rồi gã rít một hơi thuốc lào và bảo đàn em, thôi các đồng chí tiếp tục tiến hành kiểm tra xem còn sót thằng nào nữa không, mai tôi báo cáo luôn thầy. Thế là những ngày kế tiếp, toàn thể cán bộ và quản giáo cứ lân la kiếm cách đến gần hẳn, cố ý nhìn cho rõ cái mặt ác ôn của một thằng IBM còn sót lại trong trạng này. Riêng quản giáo phụ trách khối của Hào thì cứ khoảng 2 ngày lại mò xuống chỗ ngủ của Hào, đột xuất mở tung hành lý của Hào ra lục soát, xem Hào có giấu máy điện tử gì trong đó hay không. Gã cũng cẩn thận dặm nhỏ tổ chức và liên tục theo dõi, và nhất là mỗi khi đi lao động bên ngoài thì gã luôn luôn bố trí ít nhất một vệ binh ôm súng đi kèm sát bên cạnh Hào. Và một buổi tối, Hào vừa lên giường ngủ thì quản giáo cùng hai vệ binh xuống tận giường, chỉ thị Hào mang hết hành lý tùy thân lên văn phòng. Chiếc Molotov đang chờ sẵn, chuẩn bị đưa Hào lên trung đoàn ngủ tạm một đêm, để sáng mai lên đường ra Bắc, nơi dành riêng cho những người mang nợ.